mùa giải năm nay đã có những thời điểm Real Madrid gây ra nhiều thất vọng. Tại đấu trường quốc nội, họ bị đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid vượt mặt trên bảng xếp hạng. Ra đến đấu trường châu lục, ở giải đấu mà họ vẫn được xem là nhà vua đích thực, đội bóng của Zidane phải rất chật vật có thể qua được vòng bảng. Thế nhưng sau tất cả, họ đem trở lại vô cùng mạnh mẽ. Và mới đây nhất, Real Madrid đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi hạ Atalanta, dẫu cho phải rời xa thánh địa Alfredo Di Stefano. Tất nhiên, kẻ chiến thắng luôn xứng đáng được tung hô, nhưng cũng cần phải nói rằng một trong những lý do quan trọng giúp Real Madrid có được điều mình muốn đó là quyết định có phần gây tranh cãi của trung vệ Tobias Tiller. Cụ thể ở phút 17, Florent Mendy có tình huống thoát xuống ở biên trái và sau đó Amiral Mofroller truy cản trái phép ngay trước vòng cấm. Chưa kiến những gì xảy ra vì trong tay người Đức đã rút ra một tấm thẻ đỏ khiến nhiều người cảm thấy hơi nặng tay. Tất nhiên, dàn sao Atalanta đã cố gắng hết sức để phân trần với trọng tài Steeler. Thế nhưng, quyết định đã được đưa ra và Atalanta đã phải chơi với 10 người trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Chính điều này khiến đội chủ nhà vô cùng khó khăn và những con số thống kê đã chỉ ra điều đó. Bị thua thiệt quân số, đội bóng của Gian Piero Gasperini không còn cách gì khác ngoài việc co cụm phòng ngự như thế trận cho đội khách. Họ chỉ cầm bóng được 31,4% và tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm. Trong khi đó, Real Madrid tung ra được 19 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Dẫu vậy, sự phung phí và phần nào đó bế tắc cũng là điều mà ai cũng thấy ở các ngôi sao Real Madrid trận này. Khi mà trong 19 pha ra chân được họ thực hiện, chỉ có 4 trong số này đi trúng khung thành, tương đương với tỷ lệ gần 25%. Tất nhiên, cũng phải cần dành cho Atalanta những lời khen, bởi trong bối cảnh phải chơi thiếu người trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, họ vẫn phòng ngự rất kiên cường. Dẫu vậy, sự xuất sắc của Florent Mendy đã khiến mọi nỗ lực của đại diện Italia không thể nào được đền đáp. Không chỉ buộc Froler phải phạm lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ, Mendy còn là chủ nhân của bàn thắng duy nhất trong 90 phút vừa qua tại sân vận động Joeys. Thời gian qua, đã xuất hiện những thông tin cho rằng Marcelo sẽ rời đi sau khi mùa giải năm nay khép lại và Juventus rất muốn đưa hậu vệ người Brazil về với Allianz. Thế nhưng, nhìn những gì mà Florent Mendy đang thể hiện, chắc hẳn Camaradista sẽ chỉ cảm thấy buồn khi phải chia tay với một tượng đài câu lạc bộ, chứ chẳng hề có chút lo lắng nào. Quay trở về cuộc đối đầu này, nhờ việc giành được chiến thắng tối thiểu ngay trên sân khách, Real Madrid sẽ hướng tới màn tái đấu với những lợi thế nhất định về cả mặt tỷ số, tâm lý cũng như là những toan tính chiến thuật. Tuy vậy, họ cũng cần phải giải những bài toán rất khó khi mà sau đây 2 tuần chưa rõ Real Madrid có thể chào đón sự trở lại của trụ cột nào hay không, nhưng chắc chắn họ sẽ mất thêm Casemiro nơi tuyến giữa vì án treo giò. Chắc chắn đây là một điều không một ai yêu mến câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha mong đợi. Tiền vệ người Brazil đã và đang là một nhân tố quá quan trọng nơi tuyến giữa của Los Blancos. Casemiro không chỉ mang tới chất thép cần thiết để tạo nên sự cân bằng với lối chơi mềm mại giữa Luka Modric và Toni Kroos, mà còn là một tấm lá chắn giúp cho bộ tứ vệ phải ít chịu áp lực hơn, từ đó hạn chế những sai số. Tầm ảnh hưởng của chiến binh thầm lặng Casemiro trong hệ thống của Zidane từ lâu đã chẳng cần phải bàn cãi, và bây giờ nó càng trở nên quan trọng hơn hết khi mà đội bóng thủ đô Madrid không có được sự phục vụ của đội trưởng Sergio Ramos. Ở chiều ngược lại, Atalanta khi bị ép vào bước đường cùng, nhiều khả năng sẽ chờ tấn công tất tay với cường độ cao ở trận lượt về. Và với một hàng thủ như hiện tại, Real Madrid chưa chắc đã chịu nổi sức ép và có thể đứng vững trước Atalanta, sẽ thi đấu với một tâm thế quyết tử. Mọi người cần phải biết rằng không dễ để đối đầu với một câu lạc bộ như Atalanta, họ sẽ đẩy đối thủ của mình tới giới hạn. Đó là những gì mà tiền vệ Luis Alberto đã nói về Atalanta trước thềm trận đấu vừa qua. Và dù nhận định này chỉ đúng một phần nào sau những gì diễn ra trong màn so tài, nhưng biết đâu trong trận lượt về mà thứ sẽ y như lời của tiền vệ Lazio đã nhận định. Hơn ai hết, Zidane hiểu được Real Madrid vẫn chưa chạm bất cứ tay nào vào một tấm vé đi tiếp và tỷ số 1-0 luôn rất mong manh. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên người Pháp thẳng thừng cảnh báo các cầu thủ rằng cơ hội chiến thắng chung cuộc vẫn được chia đều cho cả đôi bên. Chúng tôi biết Atalanta là một đội bóng mạnh về thể lực và họ đã chứng minh điều đó. Ngay cả khi họ chỉ thi đấu với 10 người, chúng tôi vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn và áp lực. Thế nhưng, thật may là Real Madrid đã có được một bàn thắng quan trọng. Dẫu vậy, đừng quên ở trận lượt về, cơ hội vẫn là 5 năm. Atalanta đủ sức để chúng tôi vào tình cảnh khó khăn, kể cả khi đó là chơi tại Alfredo Di Stefano. Dù có một kết quả tốt, sau màn trình diễn hôm nay chỉ ở mức tạm chấp nhận. Với những gì đã trải qua, chúng tôi hiểu Atalanta là một đội bóng mạnh. Và bạn nên nhớ, đây là vòng knockout Champions League, không có một đội bóng nào yếu góp mặt ở đây cả. Chúng ta đã nói về bản lĩnh của Real Madrid, như một trong những yếu tố cấu thành nên bản lĩnh đó là việc một đội bóng vẫn giành được điều mình muốn dù chơi trận đấu đó họ có đá hay hay không. Và đó cũng chính là những gì mà đội bóng của Zidane được trải nghiệm. Real Madrid phải nói là có một trận đấu không hề hay, giống như những gì Zidane đã thừa nhận, trong khi Atalanta không thể trình diễn lối chơi tấn công sở trường.
Real Madrid cũng đã bỏ phí chẳng ít những thời cơ. Bên cạnh đó, trong rất nhiều thời khắc, họ tỏ ra bế tắc trước một Atalanta dùng toàn lực để bảo vệ cầu môn Cupaluji Golini. Dẫu vậy, cũng cần phải bên vực thầy trò Zidane bởi họ ra sân với một lực lượng quá mức tàn nát. Trên hàng công, Real Madrid không có được sự phục vụ của cây sẵn bàn chủ lực Benzema. Thay vào đó, bộ ba được Zidane sử dụng là Vinicius, Isco cùng với Asensio. Hiển nhiên, khi thiếu một cái tên có khả năng dứt điểm thượng hạng cũng như là khả năng di chuyển thông minh, chẳng những các thống kê đầu ra của tuyến đầu bị ảnh hưởng mà ngay cả các tiền vệ cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện công việc của mình. Rõ ràng, so với một Karim Benzema đầy bản lĩnh và sắc bén cũng như kinh nghiệm, những cô máy làm bàn không chuyên như Mariano Diaz, Isco hay Vinicius Junior chẳng thể nào có cửa để so bì. Việc phải chứng kiến đội nhà gặp vô vàn chông gai trong việc tìm kiếm bàn thắng chắc chắn đã khiến các Madridista cảm thấy lo lắng cũng như vô cùng nhớ Benzema. Thời gian qua, Real Madrid đang được liên hệ với rất nhiều tiền đạo đình đám như Haaland hay Mbappe, và sau những gì diễn ra tại Juventus, có lẽ ai cũng hiểu vì sao Real Madrid đang cực kỳ quyết tâm có được một trong hai tiền đạo trên. Nhìn chung, Real Madrid xứng đáng được ngợi khen vì những gì họ đã thể hiện. Sau tất cả, họ vẫn là người chiến thắng. Tuy vậy, những nhược điểm đã được bộc lộ một cách vô cùng rõ ràng, và Real Madrid cần phải hiểu rằng trong trận lượt về, một Atalanta quả cảm và chơi tất tay có thừa khả năng để tạo ra một cơn địa chấn. Tất nhiên, đó còn là câu chuyện của hai tuần sau. Còn hiện tại, Real Madrid cần tập trung trở lại ở đấu trường quốc nội, khi mà chờ đợi họ phía trước sẽ là hai thử thách không dễ dàng vượt qua: Real Sociedad và Atletico Madrid. Sociedad mới thua Manchester United một cách thảm hại, nhưng luật bắt cầu không tồn tại trong bóng đá. Tương tự với trường hợp của đội bóng hàng xóm Atletico, khi mà chẳng phải ngẫu nhiên họ lại đang có được vị trí đầu bảng. Nhiệm vụ của Real Madrid là buộc phải thắng, bởi đó chẳng những là những cuộc đấu có sức ảnh hưởng sống còn tới cuộc đua danh hiệu La Liga, mà còn có thể tạo ra đà tâm lý hưng phấn trước màn tái đấu đầy hứa hẹn giông bão với Atalanta.